full chức năng, gồm có CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn có ngò AUX, kết nối điện thoại, TV, máy tính. Có ngò optical dùng giải mã DAC24bit trực tiếp cho âm ly không cần đĩa mồi. Mình có ngò IN và OUT AV, tha hồ kết nối được nhiều thiết bị ngoại vi. Lo và âm ly đánh BY hai cầu, 4 đường tiếng trắng, xanh, đỏ, đen cho chất lượng âm thanh đều cắt dãy. Và đặc biệt, trên cặp lo này nó có một cái sub bass là 10cm, hỗ trợ tiếng bass, tiếng sub rất là nhiều để mình nghe nhạc vàng được hay hơn, nhạc sèn, nhạc đen được đánh lực hơn. Công suất lo là 45W một thùng, 90W trên cặp lo. Công suất âm ly là 48W. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, FM tần số là 90. Tổng thể mặt sau của cả bộ dàn, các bác cần xem hình ảnh chi tiết hay là cần tư vấn, vui lòng vào Zalo 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000 nhận hàng, thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình nhờ dây kết nối điện thoại, hoặc là đĩa mà đi chép nhạc theo cầu, hoặc là remote học. Robot học của dàn này thì chỉ chỉnh được những chức năng cơ bản, không chỉnh được bass chip nha. Nếu các bác muốn lấy remote thì em tặng, không thì em sẽ đổi thành anten, hoặc là MD, hoặc là đĩa CD tặng cho các bác. Bass của lo là 10cm, chip rất là to. Của dàn này chip bass đầy đủ để mình nghe được đa thể loại nhạc. Hình thức thiết kế rất là độc đáo và đẹp, hậu lo sâu thăm thẳm luôn. So với những cái bộ dàn mini khác đến từ thương hiệu Panasonic thì hậu lo của model Panasonic 65 này sâu hơn rất là nhiều, sâu hơn 1/3 so với những cặp lo thông thường. Hậu lo sâu thì nó sẽ đánh hay hơn, chất lượng hơn và có hỗ trợ của sub 10cm phía sau của lo. Mình sẽ nghe được đa thể loại nhạc cho chất lượng âm thanh rất là hay. Trong khi đó mặt dàn âm ly mình có thể trượt được luôn nha. Đây, rất là ngầu như một cỗ máy vậy. Độc, lạ, đẹp, có sub hỗ trợ cho mình nghe nhạc là những gì mà model Panasonic BM65 mang đến cho mình. Em đang test nhạc qua chức năng optical giải mã. Tiếp theo mình sẽ nghe nhạc trẻ qua chức năng đĩa MD. Em sẽ chỉnh bài số 3 cho các bác tham khảo. Số điện thoại cũng như Zalo bên em là 0931008099. Các bác có nhu cầu mua thêm phụ kiện kèm dàn như là đĩa MD, đĩa CD, chép nhạc theo cầu, remote học, chỉnh các chức năng cơ bản, hoặc là gắn Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ với bên em nha. Em nhận chuyển điện từ 100V lên 220V. Chuyển điện phía trong âm ly không hề ảnh hưởng đến tính nguyên bản nguyên sinh của bộ dàn nha. Sau khi thợ chuyển điện xong, mình chỉ việc cắm vào điện 220 là sẽ ok, rất là tiện mà mình không cần chi nhỡ rụm ra hoặc là quên cắm vào cục đổi nguồn dẫn đến cháy nổ bộ dàn rất là tiếc. Còn Bluetooth gắn phía trong âm ly cũng vậy, nó sẽ bắt sóng xa hơn, chuẩn hơn, chất lượng hơn, chống nhiều yếu tố hơn so với Bluetooth gắn phía ngoài rất là nhiều. Bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng mà đây mình cũng tham khảo chất lượng âm thanh. Xa cách nhau thật rồi, sương trắng chiều thu. Dọc con nước dài thênh thang, không trách người không thương là không đông còn buồn đùa. Và cuối cùng em xin test nhạc qua chức năng đĩa CD rồi em xin kết thúc clip. Cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 giúp em. Hát nữa đi hương, hát điệu nhạc vườn, điệu nhạc quê hương. Ngày đào binh chưa biết còn bao
phần ly mây lắm thì qua mau hát múa đi hương hát nơi trời hương ơi sao tiếng hát lên nghe vang dạt nghe vang em ca nỗi buồn.